Đây là cảnh sát điều tra của công an huyện Bến Cầu. Anh biết không? Nguyễn Văn Đông. Số hiệu quân nhân là 41276. Tới nhà đứng đi anh đó. Đặt bàn đặt ghế nha. Ở nhà. Đi tới đây là coi như là có công an. Anh Đông này đã tới gia đình cái người bị tai nạn giao thông mà bị xe cán chết, đập bàn đập ghế, chụp tinh thần của người dân. Hình ảnh này chúng tôi sẽ đăng lên Facebook, đăng lên mạng xã hội để tôi có quyền giám sát công việc, chúng tôi có quyền. Anh là công an, tôi giám sát anh. Người dân có quyền giám sát anh mọi công an giao thông. Anh truyền đạt, anh đập bàn đập ghế, anh khủ, anh chụp tinh thần người dân, anh chụp tinh thần của cái người dân mà cái người này là vợ của cái người bị xe đụng chết. Tương lượng anh phải nói đàng hoàng, anh này anh vô anh đập bàn đập ghế. Đó. Anh đập bàn đập ghế để mà anh chụp cái tinh thần cái vợ của cái người bị tai nạn giao thông chết. Trần Văn Đông, công an điều tra của huyện Bến Cầu. Đi tới đây không có trình báo địa phương, không có một trưởng ấp, phó trưởng ấp gì hết để mà ở địa phương này. Tới đây là âm thầm tới mà có những cái hành vi là đe dọa gia đình. Là đại quý Trần Văn Đông, số hiệu quân nhân là 412176. Đây là tôi sẽ đưa hình ảnh này lên mạng xã hội để cho các vô nói chuyện với gia đình đấy. Không có một cái thái độ ôn hòa gì với một cái người công an nhân dân. Mang sắc phục của một người công an nhân dân tới gia đình để mà chụp tinh thần, nói chuyện đập bàn đập ghế, chụp tinh thần vợ của anh Sâm, là cái anh bị cái đoàn xe của công ty trách nhiệm Hoàng Dung cán chết. Anh không đập bàn ghế, tại sao người ta nói có hành vi đó người ta mới nói. Đi xe Honda bản số 94 M11823 Nguyễn Văn Đông đó. Đây là người già. Người già là 80 mấy, 90 tuổi đã chứng kiến sự việc đó. Chứng kiến sự việc là anh Đông đến gia đình mà hăm dọa, có thái độ hăm dọa. Hăm dọa mày, hăm dọa như này thôi. Không, gia đình vẫn hợp tác, nhưng mà anh Đông có thái độ đập bàn. Đập bàn nào? Đó, thì hợp tác. Có tha cho anh mà anh chứ thơ sự thứ hai coi. Có tha cho anh mà anh vô đập bàn dưới này hả? Anh vô nhà tao đập bàn dưới vậy hả?